Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn hai cách làm chiên trứng Hàn Quốc. Và trứng mình có thể chiên rất là nhiều kiểu khác nhau nhưng rất là ngon. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn là cách chiên trứng cuộn rau củ và xúc xích. Ở hai clip trước mình đã có chia sẻ cách trứng chiên bồng bềnh tan chảy này nè, rất là ngon và hấp dẫn đó các bạn ạ. Và thêm trứng cuộn ốp lết kiểu Hàn Quốc này. Hai clip này các bạn vào kênh mình để xem lại nhé. Mình sẽ chia sẻ các bạn hai cách chiên trứng. Và cách đầu tiên thì các bạn băm nhỏ rau củ nha các bạn. Mình băm nhỏ cà rốt nè, ớt chuông nè và hành lá. Và mình dùng 4 cái trứng vịt. Mình tách lòng đỏ và lòng trắng riêng ra. Cách này mình dùng trứng vịt và cách sau mình dùng trứng gà. Và các bạn có thể là dùng trứng gà hoặc trứng vịt tùy theo ít của mỗi người thôi các bạn ạ. Mình bỏ nửa muỗng hạt nêm vào lòng trắng và nửa muỗng hạt nêm vào lòng đỏ. Sau đó mình đánh tan cái hạt nêm ra nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ hai cái cách chiên nó gần giống nhau, cho nên mình làm chung một clip để cho các bạn dễ xem. Sau khi đã tan cái hạt nêm rồi thì mình bỏ ớt chuông nè, cà rốt nè và hành lá băm nhuyễn vào trong lòng trắng và đánh tan. Và bây giờ thì mình xắt rau củ cho cách chiên thứ hai. Mình cũng dùng một ít ớt chuông xanh thái sợi, ít chuông đỏ cũng thái sợi luôn. Và ít cà rốt mình cũng thái sợi. Ở cách chiên này thì mình chỉ thái sợi chứ mình không có băm nhuyễn. Còn clip trước thì mình băm nhuyễn. Và một cây xúc xích mình cũng thái sợi. 4 cái trứng gà mình cũng tách riêng cái lòng đỏ và lòng trắng riêng. Trứng gà nó nhỏ cho nên mình cho bớt bột nêm lại. Mình cho 2/3 muỗng cà phê bột nêm vào lòng đỏ và 2/3 muỗng cà phê bột nêm vào lòng trắng. Sau đó đánh tan bột nêm ra. Và gia vị thì mình có thể bỏ theo cái khẩu vị của mỗi người nha các bạn. Và bây giờ bắt chảo lên cho một chút xíu dầu thôi vào chảo để chiên. Mình dầu dùng chảo không dính thì nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Mình trải đều mỏng cái lòng trắng trước và chiên trước. Đây là cái cách thứ nhất là chiên với rau củ mà băm nhuyễn nha các bạn. Đó, khi mà lòng trắng nó đã chín thì các bạn có thể cuộn tròn lại, sau đó cho tiếp cái phần lòng trắng còn lại vào và cứ thế là mình cuộn tròn lại. Cách chiên thứ hai nó cũng tương tự như vậy, mình cũng cho lòng trắng vào trước, sau đó mình bỏ rau củ và xúc xích vào và cũng cuộn lại như thế này. Sau khi mà lòng trắng hết rồi thì mình cho lòng đỏ lên để cuộn cái phần lòng đỏ ra ngoài á các bạn. Và cách chiên thứ hai cũng giống y chang vậy luôn á các bạn. Mình chỉ khác một cái là cái này thì mình băm nhuyễn rau củ mình để ở phía trong, còn cái cách thứ hai thì mình để chiên như vậy nhưng mà mình để thái sợi sau đó mình đặt vào và cuộn lại thôi. Này các em bé rất là thích ăn, ăn với lại cơm với nước tương hoặc là tương ớt tương cà cũng rất là ngon các bạn ạ. Mà vị rất là lạ, ngon, sốt trứng nó sốt ngon lắm. Và mình chỉ chia sẻ một cái chỉ chiên một loại và hướng dẫn các bạn như vậy để cho các bạn biết là cách chiên nó như thế nào. Bây giờ cái trứng mà bằm rau củ này các bạn thấy không, cắt ra rất là đẹp và rất là ngon, lạ lắm.
Bởi cứ nghe trứng chiên Hàn Quốc là nghe có vẻ là khó ha, nhưng mà làm rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần vài phút thôi là đã xong một món trứng chiên Hàn Quốc rồi, mà rất là lạ và hấp dẫn cho các bé cũng như là cả gia đình nữa. Món trứng cuộn rau củ này nó rất là đơn giản, ngon mà đầy đủ chất dinh dưỡng từ trứng và các loại rau củ. Và những bé nào mà lười ăn rau củ thì làm như vậy cho bé ăn là một cái giải pháp rất là tốt luôn á các bạn ạ. À, đây, sau khi đã cắt ra rồi, wow, nhìn như cái bánh á các bạn ạ, à, nhìn hấp dẫn lắm. Đây, ở phía trong là lòng trắng nè, ở ngoài màu đỏ, rồi lòng trắng và rau củ, ăn rất là ngon. Các bé ngộ lắm, đôi lúc nó nhìn hấp dẫn là các bé lại thích ăn nữa, lôi cuốn cho bé. Đây, đây là cách thứ hai đó các bạn. Cách này thì mình thái rau củ và sợi, sau đó mình cuộn, cũng chiên cuộn như cách thứ nhất á. Wow, nhìn rất là hấp dẫn và ngon. Hôm qua mình chiên xong, bằng nhỏ nhà mình cho 2 miếng ăn xong hết rồi, mình để dĩa trứng ở trên bàn, quay lại, ủa dĩa trứng đâu mất tiêu rồi, thì ra anh với lên, anh bưng xuống dưới đất, anh ngồi anh ăn một mình. Wow, nhìn rất là hấp dẫn nhưng cách làm vô cùng đơn giản và dễ làm đúng không ạ? Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.